Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi của Toshiba, mã nồi RC10VXH. Thì đây là dòng nồi có dung tích 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát đến 2 bát rưỡi gạo nhé, khoảng 5 người ăn đấy các bạn. Thì đây là nồi cao tần áp suất hút chân không của Toshiba. Nồi này là nồi tô chuông nhé các bạn, ở Việt Nam mình hay gọi nôm na là tô chuông đấy các bạn. Đấy, mình mời các bạn xem qua nhé, cái này không bể vỡ gì nhé các bạn. Cái này nó còn bụi quá, mình chưa vệ sinh được kỹ các bạn. Bạn thông cảm nhé, đây có màu đỏ hết nhé các bạn. Đây thì đây các bạn nhìn này, đấy, nó có một bong một chút nhẹ đây các bạn này, chút nhẹ đây nhé, này không ảnh hưởng gì các bạn. Thì đến thời điểm hiện tại cái mẫu nồi này là nồi nấu cơm ngon nhất đấy các bạn, vì cái công nghệ hút chân không của nó và cái son chuông của nó nhé các bạn. Rồi mình mở cho các bạn xem nhé. Đây cái này thì cái sơn này chóc rồi á, cái này mình cạo cho các bạn được không sao nhé. Còn mặt trước đây các bạn này, dòng tô chuông này thì cái răng của nó xịn hơn những dòng tô vuông hoặc là tô thường nhé các bạn. Đây, son này, son này thì nó có một chấm như này nhé các bạn, còn lại là khá đẹp nhé. Cái chấm này thì nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn, khi nào nó chóc rồi, cái này chưa phải chóc nhé các bạn, cái này nó không phải chóc đâu, nó không bị chóc, tức là nó, mình không biết cái này nó bị kiểu như là mi nó bị người ta gõ vào gõ nhẹ nó bay cái màu ấy các bạn, chứ không phải chóc đâu, bay cái màu 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 đen đấy, còn lại cái lớp màu trắng thôi. Rồi bên trong không bể vỡ gì nhé các bạn. Đây là dòng nồi kiểu như là cao cấp nhất của Toshiba ấy các bạn. Thì nói tô chuông thì có lẽ là các bạn ai mà tìm hiểu nồi cơm điện thì có lẽ là biết cái nồi này đấy các bạn. Đây cái son của nó hình như cái chuông đấy các bạn này. Đấy thì cái chất lượng cơm ấy nó ngon, ngoài trừ đến từ cái công nghệ hút chân không thì là cái son này nhé các bạn. Đấy, cái son này đúc kết theo cái kiểu mà nó gọi là nó hấp thụ nhiệt với để giữ nhiệt nó bền nhất nhé các bạn, nó tốt nhất nhá. Vì vậy em cho ra hạt cơm là ngon nhất đấy các bạn. Rồi, mẫu nồi này bên mình đang bán mức giá là 2,9 triệu nhé các bạn. Nồi tô chuông cực kỳ rẻ luôn nhé các bạn. Rồi bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Bên mình thì giao hàng toàn quốc, các bạn nhận nồi kiểm tra và thanh toán nhé các bạn. Tất cả đều bảo hành các bạn một trong vòng 6 tháng nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.